Chào các bạn ạ, hôm nay là thứ sáu, ngày 19 tháng 7. Để có một vài thông tin cập nhật gửi đến với các bạn. Sáng nay mình xem lại thì mình thấy các chỉ số chứng khoán Mỹ đều giảm hết. Đặc biệt là Dow Jones giảm rất là sâu. Tối hôm qua bay hơn 500 điểm đó. Không biết là có thông tin gì không. Cách đây 2 ngày, ngày MT và ngày hôm qua nữa thì Dow Jones tăng rất là mạnh, thì chiều tối nó điều chỉnh. Vàng thì mình thấy cũng đã giảm, đã hạ nhiệt rồi. Vàng hồi nãy mình xem lại là 2.446 đô. Vì nó cũng tăng sốc quá các bạn, nó tăng có vèo lên 2.407 mấy đô đó. Bây giờ nó giảm thì cũng bình thường thôi. Để cập nhật gửi thêm với các bạn về thông tin thị trường Việt Nam ngày hôm qua đã có một phiên hồi phục, nhưng mà hồi phục cuối phiên các bạn ạ. Cuối phiên kéo lên được 5 điểm đó. Tiền thì vào cũng ít thôi, hơn 19.000 tỷ như thế. Sau có phiên điều chỉnh rất là mạnh thì có việc hồi phục khối lượng thấp là một điều hết sức bình thường. Ngày hôm qua mình nói bạn là từ buổi sáng cho đến đầu giờ chiều là thị trường đỡ rực rỡ đó. Rất là may là buổi chiều là tiền nó vào. Dẫn sóng lần này vẫn là các cổ phiếu ngân hàng. Ngày hôm qua ví dụ như là ngân hàng quân đội này, rồi Techcombank, BIDV rồi đó, những cổ phiếu quốc doanh cũng tăng rất là tốt. Bây giờ chỉ có dòng ngân hàng là còn kiếm được mấy đồng, chứ còn đánh các dòng khác là dường như vẫn chưa lái lại cái cai của ngày MT các bạn ạ. Chưa lái lại. Trước hết có một ca rút chân là tốt rồi đó. Nhìn tổng thể rút chân là tốt, có nghĩa là có tiền vào. Còn tuần sau chúng ta tính tiếp. Sở dĩ tuần sau tính tiếp là ngày hôm nay để coi thử là có cai á, có cai mà bắn mạnh về là có bị bắn hay là không, có bị bắn tháo hay là không. Nếu như chiều ngày hôm nay mà có cai bắn tháo về mà nó giữ được chỉ số, nó giữ được thị trường, nó không bắn tháo thì ok, thì tuần sau có thể là nghiên cứu xem xét. Chứ còn có cai nó về mà nó bắn nữa thì coi như chúng ta cũng chưa có vào sớm. Một số dòng đợt vừa rồi mình thấy điều chỉnh rất là mạnh. Thứ nhất là dòng công nghệ. Đó, dòng công nghệ các bạn để ý là bạn nhìn lại là nó giống y cái thông đó. Sau một khoảng thời gian tăng rất là nóng, bây giờ nó giảm rất là sâu. Chỉ có FPT là còn giữ được cái trend tí thôi. Nhưng mà cũng phải hết sức lưu ý là FPT bây giờ đang bị khối ngoại và khối nội đó, bị chốt lời rất là mạnh. Các bạn biết là tính từ đầu tháng bây giờ là riêng FPT là khối ngoại đã bán mấy ngàn tỷ rồi. Khối nội là liên tục tầm tầm khoảng một tháng trở lại đây là mình thấy cũng bán. Mình cũng phải công nhận là cổ phiếu FPT nó mạnh đó các bạn. Bán rác đến như vậy nhưng mà nó chỉ giảm có vài phần trăm thôi. Chứng tỏ là cái lực mua vào của các nhà đầu tư cá nhân nó rất là mạnh. Chứ còn phần đa tất cả các cổ phiếu công nghệ khác á, gọi là theo dòng của nó dường như là đã bị điều chỉnh giảm hết. Những cái anh mà ăn theo chạy theo anh FPT là giảm rất là sao. Chỉ có riêng FPT là còn giữ lại đó. Ngày hôm qua thì đã có dấu hiệu tay mua ràm trở lại. Không biết là anh mua để giữ chỉ số hay sao thì cái đó mình cũng chưa biết được. Có một cái điểm cũng đáng chú ý, đó là ngày hôm qua khối ngoại người ta mua lại gần 1.000 tỷ. Lâu lắm rồi ảnh mới mua mạnh đấy như vậy. Chủ yếu người ta mua tập trung vào các cổ phiếu ngân hàng thôi, chứ còn các cổ phiếu kia mua cũng không bao nhiêu hết trơn á. Phần đa vẫn là bán. Các cổ phiếu mid cap vẫn là bán. Còn ngược lại khối ngoại thì ngày hôm qua khối tự doanh người ta bán 3 sàn á, lên đến 1.500 tỷ. Thì chúng ta hãy tưởng tượng là tiền lớn vẫn tiếp tục rút ra khỏi thị trường. Đó, những cái tin như vậy là chúng ta cũng phải hết sức lưu ý.
hầu thì khối ngọ anh bán, hầu anh khối ngọ anh mua lại thì anh nậu anh bán đó, trời rứa đó. Mấy anh tổ chức này anh rút tiền ra thì thị trường của chúng ta nó hồi phục, gọi là hồi phục nhẹ nhàng, chứ còn đi lên khó lắm. Bây giờ phần đa các nhà đầu tư cá nhân của chúng ta là đang bị kẹt hàng rồi này, trừ mà đãi lên cố là ở trên kia nó bán dậu xuống đó. Thời gian sắp đến đây mình cho rằng chúng ta nên dành tỷ trọng tương đối để đánh dòm ngân hàng. Dòm ngân hàng chúng ta chờ cái triển vọng những cái quý cuối năm. Trong tất cả các ngành, dòm ngân hàng luôn luôn nó có kỳ vọng. Thông thường mấy anh này rất là nặng vì cổ phiếu rất là nhiều, vốn hóa rất là lớn, cho nên chỉ có những dòng tiền lớn mới đánh vào dòng ngân hàng. Còn các nhà đầu tư cá nhân của chúng ta những qua là chạy theo thôi, chạy theo để kiếm mấy đồng thôi, sau đó là rút tiền ra. Nhà đầu tư cá nhân của chúng ta là có khuynh hướng là đánh những dòng mid cap, thứ hai là đánh những dòng đầu cơ, những anh cổ phiếu nhỏ nhỏ có tính đầu cơ cao, mặc dù mua rất là rủi ro nhưng mà nhà đầu tư cá nhân rất là thích, tại vì nó tan rất là bốc. Mua trúng cổ phiếu là có khi là trong vòng một tháng lời 50, có những cổ phiếu nó lên 70-100%. Mấy nhà đầu tư cá nhân của chúng ta nó có một cái lợi thế và có một cái sướng như vậy, có việc đó. Rồi về tình hình thị trường bất động sản cũng không có tin gì mới hết các bạn, chỉ có những cái thông tin về chứng khoán thì mình cập nhật, mình nói chuyện với các bạn cũng chắc tham khảo cho vui vậy thôi. Ai quan tâm thì nghe, còn anh em quan tâm đến chủ đề bất động sản thì khi nào có những cái thông tin mới thì mình cập nhật thêm. Ngày hôm nay mình chỉ cập nhật gửi đến với các bạn một thông tin về bất động sản là như thế này nè. Mình mới đọc đây thì theo thông tin thống kê vừa rồi là cái số lượng chung cư quý 2 của riêng thành phố Hà Nội á, đợt vừa rồi đầu ra là bán được khoảng 8.300 căn. 8.300 căn dường như là bán gần 100% luôn, có nghĩa là ra bao nhiêu là bán bao nhiêu đó. Số lượng này bằng tổng số lượng của năm 2023. Và cái giá bán là nó tăng 30% so với năm 2023. Và các bạn thấy là cái sức cào tiêu thụ phân khúc chung cư của thành phố Hà Nội nó rất là mạnh. Thì trong các phân khúc này á, chủ yếu là trung cấp và cao cấp chiếm một tỷ trọng rất là lớn, 60%. Còn lại là các chung cư vừa vừa và chung cư mà bình dân thu nhập thấp nó rất là ít. Đó là thông tin liên quan đến thị trường bất động sản mình mới cập nhật đến với các bạn, để cho chúng ta có một cái bức tranh thêm một cái phân khúc nữa mà thời gian vừa qua nó dại sóng. Thì bây giờ quý 2 người ta có con số thống kê mình cập nhật gửi đến với các bạn như vậy. Rồi clip mình đến đây là dừng. Bye, chào các bạn ạ.